Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, những người như chúng ta nếu mà ở tiểu bang California hay những cái tiểu bang nào mà nó không gần bờ biển đó các bạn, tuy rằng nó có cái lợi cái này nhưng mà nó cũng có thiệt hại cái khác. Nhưng mà những cái vùng mà ở gần bờ biển đó các bạn thì hay hứng chịu những cơn bão dồn dập tới. Vừa rồi thì các bạn cũng biết rằng một cái cơn bão có cái tên là bão Helen, nó đã tàn phá 456 cái tiểu bang kinh khủng luôn, và số người chết là hơn 100 người luôn các bạn. Và bây giờ lại có một cái cơn bão này nữa, mà cơn bão này là cơn bão cấp 5. Nó sẽ chuẩn bị ập vào tiểu bang Florida. Thị trưởng ở chỗ đó thì người ta đã đọc cái thông cáo khẩn cấp là tất cả mọi người nếu mà nằm trong cái khu trung tâm bão hãy di chuyển ngay lập tức. Đừng có nên níu lại ở trong nhà mình như những lần trước nữa. Tại vì ông nói một câu rất là chắc chắn luôn. Bạn ở lại, bạn sẽ chết. Vì cơn bão này nó giống như trăm năm mới có một lần các bạn. Cơn bão khủng khiếp lắm á. 200 mấy chục cây số, giờ gần 300 cây số một giờ. Cho nên chúng ta thấy trên màn hình TV những đoạn đường cao tốc bị kẹt xe kinh khủng luôn. Và những người mà ở những cái vùng mà lân cận cái cơn bão đến á, thì người ta đi vào những cái siêu thị. Dĩ nhiên là trong đó thì tất cả những cái thứ gì mà người dân lấy được, mua được, mua nó ngay chúng ta lấy ngay, là người ta mua gần sạch sạch hết trơn. Bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ về cái cơn bão Helen ở nước Mỹ như thế nào trước, rồi chúng ta sẽ chia sẻ về cái cơn bão Milton cấp 5 sẽ ập vào tiểu bang Florida vào ngày mai và ngày mốt các quý vị nha. Số người chết vì bão Helen ở Mỹ tăng lên 133 người. 133 người thiệt mạng, 600 người mất tích sau khi Helen, một trong những cơn bão tồi tệ nhất lịch sử Mỹ, tàn phá 6 tiểu bang của Đông Nam nước Mỹ này. Số người chết do ảnh hưởng từ bão Helen tiếp tục tăng khi nhân viên cứu hộ nỗ lực tiếp cận các khu vực bị cô lập do đường xá, hạ tầng bị phá hủy, ngập lụt diện rộng tại các tiểu bang ở phía Đông Nam nước Mỹ. Ít nhất đã có 133 người đã thiệt mạng do cơn bão. Theo thống kê của AP công bố hôm nay, trong đó bang Carolina ghi nhận có ít nhất là 56 người chết. Ở phía Bắc nghe bạn, tại vì Carolina nó có hai cái tiểu bang này. Phía Bắc Carolina và South Carolina. Nó khác nhau. Trở thành một trong những địa phương hứng chịu hậu quả nặng nề nhất vì bão Helen, Brian Kemp, thống đốc bang Georgia, trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 9 cho hay số người chết tại tiểu bang này đã tăng từ 17 người lên 25 người. Cố vấn an ninh nội địa Mỹ tên là Liz Sherwood Randall cho biết 600 người mất tích do bão. Nhiều người trong số đó có thể đã thiệt mạng, giới chức hy vọng sẽ liên lạc được với nhiều người mất tích sau khi mạng điện thoại được khôi phục lại. Chúng tôi biết rằng thương vong sẽ tiếp tục tăng, thị trưởng thành phố Asheville ở bang Bắc Carolina nói. Nhân chứng cũng kể rằng đã thấy các ngôi nhà với nhiều người bên trong bị lũ cuốn ra sông hết. Nó giống như là ở miền Bắc các bạn, khi mà mưa lũ xuống trôi nhà cuốn người ta đi. Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm Bắc Carolina vào những ngày gần tới đây. Ông cũng sẽ phê duyệt các gói cứu trợ thiên tai, cho biết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ những cư dân bị ảnh hưởng ở miền Đông Nam. Bão Helen đổ bộ vào bang Florida tối ngày 26 tháng 9 với mức gió là 225 km một giờ, xếp cấp 4 trong thang đo bão 5 cấp
ở chế độ của Mỹ. Như vậy thì cái này là bão Helene là cấp 4 thôi, bão Milton này mới là cấp 5, còn dữ dằn hơn nữa đó các bạn. Bão suy yếu sau khi đi sâu vào trong đất liền, song hoàn lưu bão vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Theo đài khí tượng mô tả, bão Helene là một trong những cơn bão tồi tệ nhất lịch sử của Mỹ. Công ty dữ liệu Moody's Analytics ước tính thiệt hại tài sản do bão Helene gây ra khoảng 15 cho đến 20 tỷ đô la. AccuWeather đánh giá tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế lên đến 95 cho đến 110 tỷ đô la. Wow, con số kinh khủng thiệt các bạn ha. Cả 100 tỷ đô lần. Bằng tổng số tiền của một hai đất nước Nhật nhỏ nhỏ đấy các bạn, tiểu quốc cái tiền GDP. Và bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ, Florida sắp hứng một cơn bão mới nữa, bão lại chồng bão nữa. Bang Florida đang chuẩn bị cho đợt sơ tán lớn nhất kể từ năm 2017 khi bão Milton mạnh lên và dự kiến đổ bộ giữa tuần này. Trung tâm bão quốc gia ngày 6 tháng 10 dự báo bão Milton sẽ đổ bộ gần khu vực vịnh Tampa, bang Florida vào sáng 9 tháng 10 giờ địa phương. Cơn bão mới có khả năng ảnh hưởng đến những khu vực vừa chịu tàn phá của bão Helene cuối tháng trước. Ngày mai là 9 tháng 10 rồi các bạn. Bây giờ ở Việt Nam hiện giờ là 5 giờ chiều ở bên đây, 7 giờ sáng bên bệnh, 7 giờ sáng 9 tháng 10 ở bên Việt Nam. Như vậy tiểu bang Florida vừa hứng chịu cơn bão Helene vừa cuối tháng 10 giờ rồi, giữa tháng 9 rồi, bây giờ bị thêm một cơn bão tới nữa. Cơ quan này cho biết 19 giờ ngày 6 tháng 10, 7 giờ tại Hà Nội, bão Milton cách Tampa khoảng cỡ 1.300 km với sức gió mạnh nhất vào khoảng 140 km một giờ. Milton thì đang được xếp cấp 1 trong thang bão 5 cấp của Mỹ, trong đó cấp 5 là lớn nhất. Giờ đây khi từng cảnh báo Milton có thể trở thành một cơn bão lớn khi đổ bộ, đó là khi mà người ta mới gì đó thôi, còn bây giờ là người ta đã nói rằng bão Milton là cơn bão cấp 5 lần. Ông Kevin, giám đốc cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp từ bang Florida, kêu gọi người dân chuẩn bị cho đợt sơ tán lớn nhất kể từ cơn bão Irma năm 2017. Bang Florida từng phải sơ tán gần pha 6,8 triệu người trước khi cơn bão Irma. Thống đốc ông Ron DeSantis cảnh báo nguy cơ nước biển dâng cao và mất điện nhiều hơn do bão Milton, khiến cho những thiệt hại sau cơn bão Helene trước đó trở nên càng trầm trọng hơn nữa. Vào trước đó thì cơn bão Helene đã làm cho nước Mỹ thiệt hại từ 90 mấy cho tới 110 tỷ đô la, còn bây giờ thêm thêm một cơn bão này nữa thì không biết như thế nào đây. Một số khu vực thậm chí vẫn chưa dọn dẹp xong tàn tích của cơn bão trước. Và điều gì sẽ xảy ra nếu cơn bão lớn tấn công tiếp theo? Nó sẽ làm tăng đáng kể thiệt hại, mọi người cần phải nỗ lực dọn dẹp những đống đổ nát nhanh chóng. Anna Maria là một thành phố có khoảng 825 người ở tại cửa vịnh Tampa, thông báo lệnh sơ tán bắt buộc từ trưa ngày 7 tháng 10, có nghĩa ngày hôm qua là bắt buộc họ phải sơ tán hết. Bang Bắc Carolina, Florida và nhiều bang phía Nam nước Mỹ đang trong quá trình phục hồi sau bão Helene. Nó đã khiến hơn 200 người thiệt mạng ở 6 bang. Hồi nãy mình đọc có 133 thôi, và bây giờ người ta tổng ước lại 6 bang là hơn 200 người. Trở thành bão gây chết nhiều người nhất ở Mỹ kể từ sau bão Katrina năm 2005, với khoảng 1.400 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6 tháng 10 ra lệnh triển khai thêm 500 lính đến khu vực Bắc Carolina để hỗ trợ ứng phó và phục hồi sau cơn bão Helen, nâng tổng số quân nhân lên đến 1.500 người. Chính quyền Tổng thống Biden đã phê duyệt 137 triệu đô la viện trợ liên bang và cam kết cung cấp thêm do thiệt hại kinh tế dự kiến lên đến hàng tỷ đô la. Không ngờ cuộc bầu cử sắp đến nơi rồi, và không ngờ nước Mỹ lại hứng chịu hai cơn bão của cuối năm 2024 này, thiệt là kinh hoàng. Chỉ khổ cho người dân thôi nữa ha. Có những người ta làm lụng cả cuộc đời mà mới được cơi ngơi lên vậy thì lại bị cơn bão ập đến phá tan nát hết, nhất là những người Việt đó các bạn. Các bạn cũng biết người Việt mình mà cần kiệm lắm. Nhiều khi hai vợ chồng hoặc là nguyên cả gia đình tiết kiệm với nhau, mua nhà, mua cửa, rồi làm nhất là tiệm nail, tiệm nhà hàng, tiệm này kia nọ, cả một cuộc đời mấy chục năm dành dụm, bây giờ cơn bão kéo đến mà trắng tay luôn. Bảo hiểm đền nhưng mà cũng không có bao nhiêu đâu, chỉ một phần nào đó thôi, chứ họ đâu có bao giờ bảo đền hoàn toàn 100% đâu các bạn. Mong rằng cơn bão ngày mai và bang Florida nó sẽ đi chệch hướng một chút xíu, hay hoặc là nó sẽ giảm lại để thiệt hại nó còn ít hơn, chứ mà giống như kiểu mà thông báo của đài khí tượng của Mỹ bão cấp 5 luôn thì ôi thôi, lúc đó thì không biết như thế nào nữa. Mong rằng Chúa phải phù hộ, ân trên phải phù hộ cho người dân tại bang Florida và những người dân ở lân cận của cái trung tâm bão. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về bão Helen và bão Milton sắp tới. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau.